Ok, hello. Thì là anh Ba xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 thì bên em lại lên một clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay em có chủ yếu là Sony anh em nhé, Sony. Máy từ thấp đến cao, có cả Sony đời cao anh em nhé. Xperia 1 Mark 3, 1 Mark 2 anh em nhé. 1 Mark 2. Giá cực kỳ tốt, cấu hình cao. Thì anh em quan tâm cùng đón xem chi tiết ở trong video nhé. Okay, thì cửa hàng em có địa chỉ ở số 137 Ba Na, Hà Đông, Hà Nội. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp nhé. Còn anh em ở xa thì bên em có ship code. Ship code thì anh em vui lòng cọc trước 1-200 tùy giá trị của đơn hàng nhé. Tiền cọc thì em sẽ trừ thẳng vào tiền máy. Máy bán ra thì bên em sẽ bảo hành 3 tháng. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm cũng như mua hàng thì anh em có thể nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại 0765826886 anh em nhé, hoặc là bình luận dưới phần bình luận ở dưới video. Ok, thì nhân đây thì em cũng xin nói thêm là em mới tạo thêm một kênh nhé, mới tạo thêm một kênh Vũ Store chuyên bán iPhone anh em nhé. Thì anh em nào quan tâm dòng iPhone thì có thể qua đăng ký hoặc xem video ở bên kênh đấy. Cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Ok anh em. Đầu tiên hôm nay em giới thiệu đến anh em là dòng XZ3 này. XZ3 hôm nay em có một con thanh lý ấy, giá rẻ này. Con này em bán cho anh em giá là 2.250.000 nhé. XZ3 mà giá 2.250.000, cực kỳ rẻ này. Con này thì tình trạng là máy xước nhá, máy xước vỏ xấu. Máy vỏ xấu, còn lại là full chức năng anh em nhé. Màn đẹp không ngắm ố, máy zin vẫn còn áp suất anh em nhé. Chỉ có vỏ xấu thôi, vỏ xấu, hơi xước, còn lại là ok. Thì anh em cần một con máy trải nghiệm thì dùng con này hợp lý nhé. Màn hình cong luôn nhé, màn hình cong 2K cực kỳ đẹp luôn. Con này thì RAM 4, bộ nhớ 64, chip 845, màn hình là 6 inch, pin là 3300 anh em nhé. Đấy. Anh em mà kinh tế nó hạn hẹp thì dùng những con này, cấu hình nó vẫn ổn nhá, dùng vẫn ngon. Hoặc và XZ3 mà máy đẹp thì em vẫn còn anh em nhá. Vẫn còn, máy 9899 đủ cả. 9899 đủ cả anh em nhá. Giá thì là 2.8-3.000.000. 2.8-3.000.000 anh em nhá. Màu đen này. Đây là màu đỏ máy đẹp nhá. Màu đỏ máy đẹp. Máy đẹp thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Ok, thì anh em quan tâm dòng nào, hình thức như thế nào thì cứ nhắn tin cho em nhé. Rồi, tiếp theo chuyển sang đến 1 Mark 2 này, Xperia 1 Mark 2 anh em nhé. Con này thì cấu hình vẫn khá là cao nhé. RAM 8GB, bộ nhớ 128, chip là 865 anh em nhé, chip 865. Màn hình là 6.5 inch, độ phân giải 4K, pin là 4000 anh em nhé. Màn cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đấy anh em, màn đẹp không ngắm ố, máy zin nguyên áp suất nhá. Con màu đen này là máy hình thức 99 này. Hình thức 99 thì em bán cho anh em với giá là 6.900.000 nhá. 6.900.000. Con này thiết kế đẹp, cạnh viền nó vuông nha anh em nhé. Cạnh viền vuông này, vân tay này. Cam cũng đẹp anh em nhé. Cam đủ 3 chế độ. Cam chính, cam zoom và cam góc rộng. Ok. Thì anh em nào chưa biết cách test Sony thì em hôm nay em cũng nói qua cho anh em. Sony thì anh em bấm cái lệnh này nhá, sao thăng này, 7378423, thăng sao. Đấy. Thì nó sẽ vào phần test, anh em chọn phần super test này. Đấy, trong này nó sẽ cứ đủ hết anh em nhá. Đây, test này là test hiển thị này. Đủ các loại test nhá, cảm ứng này, màn hình, nền nét, loa, mic các kiểu luôn. Và phần dưới này là phần áp suất anh em này, sensor này, test cho anh em áp suất luôn nhá, 1013 này. Đấy, áp vẫn nhảy cực kỳ căng nhá. Máy nguyên zin, bao cho anh em máy nguyên zin còn áp suất nhá. Con này là 6.900.000 này. Còn con màu tím này là màu tím hay còn gọi là màu mắm tôm nhá. Con này thì hình thức tầm khoảng 98 thôi. Viền nó hơi lấm tấm một tí này.
cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhé, cực kỳ đẹp, màu này đẹp. Con này thì em bán cho anh em giá là 6.700.000 nhé. Con này 6.700.000, màn vẫn là màn đẹp không ám ố, máy zin nguyên bản nhé. Ok rồi, tiếp theo thì em chuyển đến dòng XZ Premium nhé. XZ Premium này, chip Premium này thì cấu hình là RAM 4, bộ nhớ 64, chip 835, màn là 5,5 inch, độ phân giải 4K nhé, pin là 3200. Con này màn đẹp không ám ố, không phản quang, máy đẹp thì em bán cho anh em với giá là 2.3 anh em nhé, 2.300.000, màn đẹp, máy đẹp, soi gương được luôn này, 2.3 anh em nhé. Còn máy hơi xước và màn phản quang nhẹ thì là 2.000.000 anh em nhé. Đây, như con này trắng gương này, con này trắng gương giá 2.000.000 anh em nhé, 2.000.000. Còn màu đen này cũng giá 2.000.000 anh em nhé. Đấy, thì anh em cần máy giá tầm bao nhiêu thì cứ nhắn tin cho em nhé, sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em. Ok rồi, tiếp theo đến XP5 nhé. XP5 này thì cấu hình RAM 6, bộ nhớ 64, chip 855 anh em nhé, màn 6.1 inch, pin là 3300. Con màu đen này, máy hình thức tầm khoảng 98 thôi anh em nhé, 98, mặt lưng nó hơi lấm tấm một chút. Đấy, màn đẹp không ám ố, máy zin nguyên bản, có áp suất nhé. Con này thì em bán cho anh em giá là 3.000.000, con này là giá 3.700.000 anh em nhé, 3.700.000 này. Con màu đen màu xanh này là giá 3.400.000 nhá. Con màu xanh giá 3.400.000. Con này hình thức tầm 97% nhá. 3.400.000. Con màu đỏ này đẹp 99 này. Màu đỏ đẹp 99. Giá là 4.000.000 anh em nhá. 4.000.000. Màu đỏ này cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Anh em. Ok. Rồi. Cuối cùng thì em chuyển sang đến dòng XZ2 Premium anh em nhá. XZ2 Premium, con này thì là bản nâng cấp của XZ2 này. RAM 6GB, bộ nhớ 64, chip 845 anh em nhé. Màn là 5.8 inch. Con này màn cũng là 4K anh em nhé, màn 4K. 2 cam sau. Được nâng cấp này lên 2 cam sau anh em nhé. Đây anh em. Màn đẹp không ám ố, máy zin nguyên bản, còn áp suất nhé. XZ2 Premium này thì em bán cho anh em với giá là 2.750.000 nhé, 2.750.000. Có hai màu trắng và màu đen. Trắng này là trắng hơi ngả xanh anh em á, trắng hơi ngả xanh. Máy thì tất cả hình thức đều là 99 này, đẹp. Giá 2.750.000 anh em nhé. Ok. Cuối cùng thì anh em cho mình xin nút like nhé, nút đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất của bên mình nhé. Chào tất cả anh em.